cái vụ giải cứu bất động sản thủ tướng chỉ đạo vậy anh thấy ổn không anh? Nói chung đâu biết gì đâu em, vậy là có cứu hay không cứu không biết. Nói chung cái ông nào đó ông ra ông nói là thôi giờ gì đó cái gì mà gọi là cơ cấu nợ gì 2-3 năm gì đó, rồi lúc đó nghe đó mừng lắm em. Cái đó mà được phát một là xin cho cái ngành gym luôn mấy em, đúng không? Ngành này giãn được thì ngành khác nó phải giãn được đó. Đó là sự công bằng trong nền kinh tế. Samsung có rút khỏi Việt Nam không anh? Rút khỏi Việt Nam đi đâu? Anh thấy kinh tế năm nay có liệu khá hơn năm ngoái không? Em thấy đầu năm thất nghiệp nhiều quá, tùy ngành nữa. Mấy cái ông trái phiếu đó thì chuẩn bị đáo hạn năm nay rất là nhiều. Thì không biết mấy ông có pass được con trăng này không? À, khủng hoảng kinh tế thì ba dạng người sau ảnh hưởng: một là sản xuất kinh doanh, hai đầu tư tài chính, ba là vay ngân hàng là xuất kinh doanh và đầu tư tài chính. Còn các quan chức hay người làm nhà nước không bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Ừ, mà nó cũng đúng, tài trần đâu bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế đâu. Vì Nga với Trung Quốc, Việt Nam là trục dọc chính trị của nhau ở châu Á Thái Bình Dương. Á đù, ghê vậy mày. Mày bỏ Việt Nam qua một bên được không? Chuyện ai xưng hùng tranh bá giành lộn gì đó kệ người ta. Tự nhiên Việt Nam đang yên ổn, đang hòa bình, đang làm ăn để phát triển. Mày lâu Việt Nam vô drama là mày dở rồi. Vì à, lãi suất huy động thấp thì bất động sản có nhu cầu thật sẽ còn ngáp được. Cò lãi vay cao bất động sản đầu tư đất nền. Bây giờ em tìm nha cái bất động sản thật đi em. Bây giờ anh tìm nha cái bất động sản thật đi. Chứ bây giờ anh chỉ cho em một cái nghịch lý nè. Nếu mà em là dân bất động sản em ngồi nói chị em trả lời anh đi. Tại sao cái chung cư để ở thôi mà phải ở mặt tiền đường bự mới chịu? Vậy thì tại sao á không đi vô trong chút xíu đi rồi mua nguyên lô đất chà bá luôn, xây chung cư cho nó rẻ, miễn sao có đường chạy vô thôi. Còn để đất và mặt tiền làm chuyện khác. Theo anh cái đó mới là nhu cầu. Mấy em đồng ý anh không? Mấy em ở đây, mấy em để ở, thí dụ cho em 2 option đi. Cái chung cư ngoài mặt tiền á thì 5 tỷ, cái chung cư ở trong á thì là 3 tỷ. Rồi cho tụi em chọn chung cư ở trong rồi anh, vừa đỡ tiếng ồn vừa rẻ. Cái đó là em muốn, nhưng mà quan trọng là có hàng hay không kìa. Cái đó là em muốn. À, loạn lạc như này nông sản lên ngôi không anh? Cà phê điều xuất G7. Nói chung là nông sản mà dù chưa lên ngôi thì nó cũng hơi quá. Nói chung á anh thấy nó đừng có thất bại được được rồi, nó thành công ở một mức độ là ok, đừng có thất bại chính chính sân nhà của mình. Mẹ lâu lâu Trung Quốc đóng biên phát một cái hồi hộp lo âu đồ, sợ mất thúi đồ, nó mấy cái đó nghe hoài căng quá. Xuất khẩu xong rồi muốn phát triển hơn nữa thì làm cái gì anh? Bán mắc em. Thí dụ như cái xe bây giờ lúc đầu mình mới làm ra mình cần thị trường á thì mình bán 60.000 chiếc. Nhưng mà khi mình đã thành công rồi đó, mình có thương hiệu rồi đó, mình bán 100.000 chiếc em. Anh nói về kinh doanh bất động sản bên Mỹ làm giàu như ông Trump đi ạ. À, có phải đầu cơ F1 F2 không? Đồ ông Trump ổng là con ông cháu cha ba ơi. Nói chung nói về tỷ phú Trump có gì đâu mà bàn, đúng không? Nói về tỷ phú phải như Elon Musk nè, Bill Gates nè. Nó mấy ông đó đó mới là tỷ phú dữ. Còn ông Trump là tỷ phú mà tỷ phú của ông cháu cha, tức là gia tộc ông đã giàu rồi, ông kế thừa rồi, xong rồi từ từ ông làm thôi. Hiểu không? Đó. Còn nếu mà nói về kinh doanh bất động sản như bên Mỹ làm gì có F1 F2. Đâu mà chỉ có FEBT thôi. Ông F1 F2 nha. Dân Thái Lan máu này với dân Campuchia còn hôi rồi không biết. Vấn đề này nói chung là những chuyện lớn thì anh biết, còn mấy chuyện nhỏ nhỏ này thì không biết mấy em. Trong khi Thái Lan với Campuchia ở gần Việt Nam quá, nhiều khi người ta biết tiếng Việt này nọ nó người ta cự mấy em hiểu không? Đó, người ta cự là bực mình lắm. Nhiều khi mấy nước ở chỗ nhỏ nhỏ chung với nhau á, ngồi đó tị nạnh nhau từng chút một, thấy không? Thằng này nói thằng kia không chịu đồ phiền lắm em ơi. Bởi vậy tụi em nó anh nó thiệt á, mấy em muốn chơi chơi luôn với G7 đi. Tại vì đơn giản G7 nó có ke mình, mà thằng G7 nó cũng tôn trọng cái gọi là cái sự hiểu biết của mình nữa nó. Chứ còn dính vô mấy ông vòng 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 này thôi mệt não lắm, anh nói thiệt, khuyên thiệt luôn đó mấy em. Này thì vô bàn nhậu hay là gì đó nói chuyện chém gió với nhau thôi, đừng hỏi trên mạng nhé. Giờ lương 10 triệu sống được không anh Duy? Lương nhiêu triệu sống cũng được hết em, quan trọng là sống làm sao nha. À, gì Mỹ đế của tài trần thua xa mức sống Chinese vì giới trẻ Chinese buông xuôi không chịu, không gánh áp lực việc mua nhà. Đồ mày đam dân tài trần câm miệng luôn rồi không trả lời được mấy em. Ngành tài chính Trung Quốc sắp toang hả anh? Không biết nữa mày ơi, tự nhiên có cái ông kia mất tích giờ lao đao cũng chả biết đường đâu nói luôn. Các nước Bắc Âu dân họ ít mà làm gì ra nhiều giá trị tài sản để trợ cấp với anh. Ví dụ như Na Uy bán dầu em. Na Uy bán dầu, bán cá, bán quay, bán súp. Anh lấy ví dụ thôi nha. Ví dụ như dầu, ví dụ như giá dầu bây giờ á
là 78 đồng đó, ví dụ thôi. Thì á, Na Uy nó bán đúng giá luôn, nó bán đúng giá luôn, nó không bớt đồng nào đó. Nhưng mà những nước nào mà yếu yếu á, mà muốn cạnh tranh với Na Uy á, thì phải bớt 15-20%. Mà ở bên Na Uy á, cái người lao động cực kỳ ít, người ta sử dụng máy móc không à, người ta sử dụng máy móc chứ sử dụng AI để điều khiển á đó. Nên đâm ra đó, thí dụ như bây giờ nói như vậy, bán được một thùng dầu là 78 đồng mà chia có hai thằng à, thí dụ chia tiền lời á, chia có hai thằng à, nó khác so với bán một thùng dầu 50 đồng mà chia cho mười mấy thằng. Hiểu không? Hiểu không? Rồi chưa kể á, mấy ông bố Na Uy á đi làm chủ đầu tư tùm lum luôn, đi đầu tư ở nước này nước kia nước nọ đồ nước tùm lum nước luôn. Thì khi mà đầu tư như vậy á thì cầm tiền lời về dư nhiều quá, biết làm gì chia nữa. Nên cái nền kinh tế của Bắc Âu á, nó nằm ở trên top rồi, nó không còn là cái nền kinh tế bình thường giống như em làm ăn là làm ăn chạy ăn từng bữa đâu, không phải vậy. Mà cái năng suất lao động của nó cực kỳ cao, ít người làm mà làm sản lượng lớn. Mà thêm cái Na Uy nhìn vậy chứ mẹ bờ biển nó ghê lắm ba, bờ biển nó dài lắm luôn á, dân thì như có 5 triệu à, đất rộng lắm. Rồi nó ra ngoài kia nó bắt cá đồ, mà ở những cái biển đó đó, bắt cá là có luật mấy em, thấy không? Bắt cá là có luật, bắt con bự nhiêu, bắt con nhỏ nuôi đồ lại cho nó bự để bắt nữa, chứ không phải là cái chuyện mà hả tự nhiên bắt lớn nhỏ con bé bắt hết. À, lương Việt Nam thấp, thuế xe hàng năm cao, biết khi nào người dân bình dân mới có cơ hội mua xe hơi anh? Thì đó là lý do nhà nước đang làm metro đó em đó, tức là nhà nước cũng thấy được cái viễn cảnh là tụi em không thể nào có được xe hơi rồi, đúng không? Nên làm metro để chi, để đi lại cho nó nhanh, nó phục vụ cho công việc của chúng ta nha. Nay có vụ này vui nè anh, tờ New Observer cũng new kỳ vậy, đăng là hãng Kia đã có giấy phép môi trường ngày 9 tháng 2 rồi. Điều đáng nói đây là bình thường một hành động nhỏ cũng được các fan tung hô, sao giờ yên ắng quá. Những kênh nút vàng, nút bạc, nút kim cương không thích hãng Kia diễn giải trước đây là nước đi, để mấy bạn fan đó bớt va với Việt Kiều lại. Ừ này tao cũng biết rồi, nói chung là cái giấy phép đó tao cũng chả rõ nữa, nghe nói là có giấy phép gì đó mà không biết nữa, kệ bà đi mày ơi. Bây giờ tự nhiên xây dựng một cái nhà máy bên Mỹ thì nó có đóng giấy tờ pháp lý ai care nó những giấy gì, người ta chỉ quan tâm khi nào nhà máy đó xong tuyển dụng lao động này nọ, nó cứu những mảnh đời bất hạnh như tài trần vô làm vậy đó, để gọi là nâng cao vị thế của Việt Nam lên, hiểu không? Nó mướn lao động Mỹ đồ này nọ vậy nó mới ổn, chứ còn bây giờ nó tùm lum hết á, giấy phép con giấy phép cha đồ quá trời quá đất, đâu có biết được đâu em đó. Anh hiểu em đang nói về cái vụ mà nhà máy VinFast bên Mỹ, nhưng mà nó nói rồi, cái vấn đề quan điểm của anh trong vấn đề nhà máy VinFast bên Mỹ là khi nào nó xây xong ok nó run, nó mướn cả ngàn lao động bên Mỹ vô làm, nó trả lương đều cho người ta, vậy là đẹp thế thôi. Còn mấy cái chuyện quá trình của nó này nọ kia thì không khe ai khe nổi. Gì à, thì tờ báo đó đăng hai giai đoạn, giai đoạn đầu là 2 tỷ cho công suất 150k xe hàng năm, giai đoạn 2 là tập trung vào làm pin, còn muốn pháo lớn thì chờ ngày 28 tháng 2 coi có phải nguyên lô hàng cho thuê hết hay không. Tại trước đó nhiều bạn gáy nào là chủ yếu bán cho người Mỹ, Việt Kiều sao đều đủ tiền mua. Nếu mà nói chuyện câu Việt Kiều không đủ tiền mua đó, nói chuyện láo lếu, nó nói chuyện kiểu đó là nói chuyện bố láo. Còn nói chuyện mà bán cho người Mỹ không, cái chuyện đó không thể. Dù gì nó thương hiệu xe Việt thì phải là Việt Kiều, phải là cầu nối. Thì các bạn Việt Kiều là khúc ruột ngàn dặm, đóng vai trò rất quan trọng, rất rất quan trọng đến sự thành công và thất bại. Mấy thằng không học kinh tế mà tối ngày phán ẩu không, chán gì đâu luôn á. Thương hiệu Việt mà đi qua Mỹ bán hàng mà đụng Việt Kiều là đâm ra dở à. Không ai chọn cái kết đó hết. Việt Kiều là cái như cánh tay nó dài, cú này giúp nó hơi bị nhiều á. Ít ra Việt Kiều phải đi cho nhiều vô, đúng không? Người Mỹ người ta mới chú ý đến. Ý ông Quốc nói nha, ông Quốc nói là ông Quốc là tao á, tao là ông Quốc á, tao có thể mua một cái xe siêu sang, thậm chí trên class đó nữa, là xe siêu siêu sang đó đó. Và ông không nghĩ VinFast đang nằm ở class đó, nó đừng có đùa với Việt Kiều. Đó là ông Quốc nói nha các bạn. Các bạn muốn biết ông Quốc là gì, qua anh kia mua ạc biết. Không cần nhiều, chỉ cần 1% triệu dân Cali thôi là ngon rồi. 1% của 1 triệu là 10.000, 10.000 đủ cho chuyến tàu chở 99 đó qua Hồng đi thêm 10 chuyến nữa. Rõ ràng. Ông Quốc Trần nói đúng anh, vì Việt Kiều cũng có this và có that.
Rõ ràng Việt Nam mình có dis và có đát mà. Em mà ở Mỹ em mua Porsche đi cho đã cái nư. Bình thường ở Mỹ thì có quá nhiều sự lựa chọn. Xe ở Mỹ không gì ghê hết á, nó quá nhiều sự lựa chọn đi. Ở Mỹ mà lao động mà giờ class underground luôn á, mua xe hơi vẫn được. Nên cái xe hơi bên Mỹ là nó nói chung là nó rất là bình thường. Mà thị trường xe hơi bên Mỹ là thị trường tất cả các quốc gia đều thèm khát. Đó, đều thèm khát thị trường Mỹ. Mẹ đánh đâu đánh, ăn được Mỹ là ngon. Đó là Hyundai, thấy không? Hyundai này nọ kia ngày xưa nhờ Mỹ búp mana cho. Đó, Hyundai Kia đi vô Mỹ này nọ giờ mới thành công được như vậy. Nên người ta gọi Hyundai là con ngựa ô của làng ô tô đó mấy em. Trước Hyundai là xe Nhật nha, nhưng mà xe Nhật thì nó nằm ở cái thời gian trước rồi. Sau này là Hyundai. Đó, mà người Tàu người ta kêu là Hyundai vậy mấy em. À, anh Duy sao nhiều người bên Việt Nam nói Việt Kiều này kia, nó có biết Việt Kiều mua là tốt cho VinFast 3K6 mua được gì mà nói nhiều quá. Thì nói chung á, thì đôi khi người ta nói có thể một số bạn á, là do những cái ân oán, những cái mâu thuẫn này nọ kia đưa ra cái nhận định nó gọi là nó chửi càng, hiểu không? Chửi bậy bạ, chửi lung ta lung tung, bạ ai cũng chửi. Thì đâm ra nó xui vậy thôi, chứ còn anh cũng đâu đồng ý những cái suy nghĩ đó đâu mấy em. Những cái suy nghĩ đó là kéo lùi sự phát triển của đất nước. Nói gì nói chứ Việt Kiều có đít có đát. Ok, thằng nào đít thì bỏ đi, thằng nào đát là phải trân trọng. Nền kinh tế Việt Nam có phát triển được không là nhờ một phần rất lớn của Việt Kiều. Họ là người quảng cáo, họ là người PR và họ là người đi tiến đầu. Ví dụ, ông mà chơm chơm mà xuất khẩu qua nước ngoài ai ăn. Khi mà thí dụ như Việt Kiều bây giờ người ta làm trong công ty của Mỹ rất là nhiều, đúng không? Hoặc là công ty của châu Âu rất là nhiều. Tự nhiên cái nó vô nó cầm đó em cho nó cạp bụp, cái thằng kia nó hỏi: "Ủa mày ăn cái trái gì vậy? Tao chưa thấy trái nào bao giờ cả." Xong rồi ngồi đó PR: "À đây là chôm chôm quê tao, đồ này nọ, trồng khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm nào ăn, phù sa chín cửa sông Hồng mẹ yêu đồ." Từ đó xuất khẩu chôm chôm mới phát triển được mấy em. Chứ còn mấy cái bọn mà đá dặn chén cơm của mình thôi, tao cũng lại đó là cụ luôn. Gì à, Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa Mỹ trong vụ khí cầu, kỳ này Mỹ ăn cho hết nha. Ừ, Mỹ nó cũng cần ăn lắm á. Trung Quốc trả đũa lẹ lẹ đi đấy, cho mình coi với coi để con Mỹ nó ăn sao mấy em. Chứ mình thấy Mỹ dạo này cũng gắt lắm á. Mỹ dạo này coi trời bằng dung. Chính xác, Nguyễn Hoàng nói nhỏ nó phân tích cũng được đó mấy em. Em nghĩ vụ Nga hay Ukraine thì kiểu gì Mỹ và NATO cũng thắng, anh nghĩ sao? Tức là ở Mỹ với NATO nó có hết tất cả, nó khó thua lắm. Đó, nó khó thua lắm. Còn phía Ukraine thì 50-50, đúng không? Như anh nói ở đây là cơ hội trùng sinh cho Ukraine. Còn nếu mà Ukraine không qua được cái khỏi cái bước này thì đó là số phận của Ukraine thôi. Không biết nói gì nữa, còn Nga thì thôi. Anh nhìn anh khó thấy ngày mai quá. Còn nếu Ukraine giữ được đất và tái chiếm lại mấy vùng thì Mỹ và NATO cũng đòi tiền. Ukraine kiểu gì chả chiếm được, tiền móc gì mày ơi. Không có tiền, tiền là cái đó là suy nghĩ, anh cảm thấy cái suy nghĩ đó không đưa được bằng chứng. Đó. Tức là ý nó là Ukraine sau này trả nợ chết mẹ, đúng không? Nói thẳng ra là vậy, nhưng cho tôi coi cái bằng chứng đi. Đó. Vậy thì cái vấn đề mà cái món lợi của phương Tây đây là gì? Cái lợi của phương Tây á là gì? Móc tiền túi của dân phương Tây ra mua vũ khí cho Ukraine. Đó là một cái lợi. Cái lợi thứ hai là gì? Nếu mà lỡ sau này Ukraine ăn á thì nguyên một đất nước hoang tàn đó thì nhà thầu nào nhào vô. Đó, nhà thầu nào nhào vô. Rồi cái lợi thứ ba đó là một đống dân Ukraine bây giờ là phụ nữ, trẻ em, con nít nè. Nó mang ơn phương Tây. Mà nó mang ơn phương Tây thì cái đầu nó là về phương Tây, mẹ tư tưởng nó về phương Tây, nó là nhân tài tương lai nữa. Đó là những cái lợi mà gọi là lợi mà lợi là tư bản VIP nó mới nghĩ ra. Nó chứ còn bây giờ nó nếu mà Ukraine sau này trả nợ thì nói phải rõ ràng nợ nợ nào. Nợ của cái contract nào, phần trăm lãi suất là bao nhiêu. Có cái mỏ gì, ví dụ có cái mỏ gì không biết thì sau này hợp tác khai thác chia. Vậy thôi, khoáng sản hay là dầu khí gì đó. Vì có ca nếu mà Nga với Ukraine thì khó nói, mà tính cả phần Mỹ với NATO thì kiểu gì Mỹ NATO cũng cá kiếm. Nếu bốn vùng ly khai của Ukraine đồng lòng chống Nga thì Nga thua, nhưng thực tế không như mơ. Thì nói chung thì anh hiểu được cái suy nghĩ của có ca có ly, em vẫn đang nhìn đời nó màu hồng chút xíu, cứ kệ nó đi. Cứ nhìn đi, thời gian sẽ trả lời màu hồng của em nó nhuốm cái gì trong đó. Chúng ta không thể nào đi bàn luận cái việc dựa trên một cái sai. Đã sai là sai ngay gốc luôn, bắt bỏ. Chứ không có sai xong rồi bàn hồi tự nhiên dùng đen thui thành dùng xám, cái dùng xám á xong rồi từ từ bàn tới thành dùng bạc xong để mốt thành dùng trắng, đâu được. Trước mắt Ukraine đã thua vì mất Crimea từ 2014 mà chưa lấy được. Exactly, đúng. Có ca có ly, nói điểm này là đúng. Nhưng ngược lại Nga thắng không, nhưng ngược lại Nga thắng không thì em trong cuộc chơi đâu phải là bên thua là bên thắng em, không phải nha. Cái vấn đề của Nga và Ukraine đó
thì bạn nào nghĩ một bên thua và một bên thắng thì bạn đó quá non rồi. Không sai, đúng không? Trước mắt là Uren đã thua vì mất cream từ 2014 mà chưa lấy lại được. Nhưng mà cái thắng của Uren là gì? Bên nhà cái Mỹ thắng, không có chỉ ông Mỹ ông thắng thì đương nhiên ông thắng rồi em. Nhưng mà cái chuyện ông Uren nè, đúng không? Trong một vấn đề nó sẽ có mặt được và mặt không được, nó có mặt thua và mặt thắng. Cái non của em là Nga thắng nhưng bị cấm vận. Vì thắng hay thua? Vì thắng hay thua em? Cái cuộc đời này, ví dụ như cho em chơi đế chế đi, em điều hành một đất nước thì cái em mong muốn là cái gì? Vì Uren từ một nước không mấy tên tuổi giờ được cả thế giới biết và ủng hộ vậy là ghê rồi. Nói chung vậy cũng đúng, đúng không? Em đúng nhưng mà nó hơi hình thức. Ủng hộ bằng tiền, khác ủng hộ bằng mỏm mày. Thí dụ như bây giờ, ngày xưa em chưa biết Uren, nhưng mà bây giờ em biết Uren, em thấy hàng hóa của Uren ở đâu em mua chút xíu ủng hộ thì cái đó là được, đúng không? Hoặc là em đến Uren em du lịch thì cái đó là được, chứ còn ủng hộ hoang mỏm thì cũng như không. Đó, anh làm vậy đó mấy em. Nhưng mà có một cái này tụi em chưa nhìn ra. Đó, cái vấn đề mà Uren nó mất rim làm cho Uren tỉnh. Đó, Uren không còn mộng mị gì nữa. Cái điều đó cực kỳ quan trọng đó mấy em. Theo anh cái đó là cái cực kỳ quan trọng. Nó làm cho Uren tỉnh ngủ. Đó, mà Uren của năm đó tỉnh ngủ thì Uren năm này mới chưa thua nè. Chứ Uren mà còn như năm 2014 là kể như là thôi xong rồi. Không còn gì để mà. À, thập niên 90 Uren nhiều đầu đạn hạt nhân hơn Nga nhưng nghe lời phương Tây tháo hết rồi. Cái này mày sai mẹ rồi, khỏi đam con. Cái này của em là sai bét. Em đang nói về hiệp định Budapest, đúng không? Vậy thì ở cái hiệp định Budapest đó ai xúi? Đúng không? Phải cả. Thấy không? Cái này là em sai dữ kiện về lịch sử rồi nha, có ca có ly. Đó, về học lại dữ kiện nó đi rồi nói chuyện tiếp mày. Gì? Nga dù thế hả? Sự tồn tại của Nga là mối liên kết giữa Mỹ với phương Tây. Làm sao tự nhiên mà cuối cùng mà nói vô thế hả? Kỳ vậy, làm sao? Không hiểu. Nhìn Triều Tiên đi, giữ hạt nhân Mỹ, dám hó hé, Uren dở hả? Thì đúng rồi, Mỹ đâu dám hó hé Triều Tiên đâu. Triều Tiên vô địch rồi em ơi. Ngồi chỗ vậy đó, mày qua Triều Tiên mày ở đi nha. Giờ đổi màu quốc tịch nè, mày chơi không? Cái thằng Am Ha Ha đó mấy em, thằng đó thiên hạ đệ nhất ngu quên bên tóc tóc á. Theo em học thì châu Âu phải nhập 70% nhiên liệu từ tự nhiên từ Nga, nên Nga sẽ lì lợm. 70% thì hơi lố một chút em. Nói chung á, Nguyễn Hoàng em nói đúng là châu Âu nhập nguyên liệu từ Nga rất nhiều. Đúng không? Đó, nên nó tóm lại châu Âu là khách hàng của Nga. Hiểu không? Nên đó là một phần Nga dựa vào cái đó để tin rằng là tao đang ăn với mày, chắc cái vụ này chắc mày cũng không có căng đâu. Đó, nhưng mà thực tế chứng minh đã sai lầm. Thực tế chứng minh đã sai lầm, bây giờ châu Âu nó dứt sữa luôn nè em. Nó mua chỗ khác rồi. Nên nó cứu rồi là cứu hơi bị hố đó. Lần này Nga làm giàu cũng không dễ. Nếu mà nói về Nga thì bạn dùng chữ giàu đó là bạn hơi màu hồng đó bạn. Bạn hãy xem thêm những cái video, bạn hãy xem thêm những cái này cái kia để coi người lính Nga đi ra ngoài trận á được trang bị những cái gì. Để biết thêm, biết thôi đừng có nói được rồi bạn, biết thôi được rồi nha. Chứ còn mà mình kiến thức mình không biết nghĩ khô gì hết trơn á, mình nói bậy nói bạ đâm ra thì người ta đó, mọi người ta có hai cái cách để người ta chơi với mình. Mà nó điên lên nó chửi mình tại vì mình khùng quá. Rồi cái thằng mà lịch sự hơn nó im luôn cho mày ngu luôn. Tại vì nó đối với nó đó nó là cái gì? Độc này y học bó tay, ngu này hết thuốc chữa. Gì? Nga giàu về tài nguyên nhưng nghèo về kinh tế, việc làm đúng không anh? Nói chung là đúng, chính xác, nói gì không cãi, đúng không? Tài nguyên thì nằm dưới lòng đất thì bàn cãi làm gì? Còn mấy cái khác thì không được good lắm. Nga muốn bán dầu mỏ bằng nhiều loại tiền, Mỹ nó muốn bằng đô la. Chuyện nó chuyện lâu rồi. Thì giờ Nga bán dầu bằng rúp, vậy thôi. Chuyện nó đâu có gì đâu, chuyện đó không còn là bản chất nữa. Nó lâu rồi, và vấn đề dầu mỏ của Nga bây giờ đã, sau một năm nó đã có kết quả rồi. Quả rồi, mấy em ngồi đó mấy em khóc cái gì nữa. Cái chuyện nào nó đã rõ ràng rồi thì không cần phải tranh cãi. Còn chuyện nào mà theo quan điểm, giống như là in my opinion, in my view, ok, theo quan điểm của tôi, thì nó là như vậy, tức là chuyện đó chưa xảy ra. Mình có thể tiên đoán, anh có ủng hộ Nga xâm lược Uren không anh? Mày khùng hả mày? Mày khùng vừa thất ba. Mày hỏi câu này giống gài quá mấy em. Mày gài hả mày? Hình Uren hình như trước thuộc Nga, phải bớt khùng đi con. Ồ mày học lịch sử kiểu này á, Uren chọi đá mà chết luôn. Vãi cả Uren hồi trước thuộc Nga. Thôi. Vậy thằng khác nó nói cái nhà mày ngày trước của Thiên Triều mà chịu không? Nên đừng có nói chuyện kiểu đó nha. Nói chuyện kiểu đó là em đang sỉ nhục một dân tộc. Nó không nên. Nha mấy em. Đừng bao giờ nói nước nào ngày trước thuộc nước nào. Chết người đấy mà giỡn đâu. Thí dụ như em nói gì được.
Em nói Australia đã từng thuộc Anh. Đúng không? Mỹ đã từng thuộc Anh thì cái đó ok. Lịch sử phải cứng nó mới nói mới nhận định được mấy cái này. Chứ không là khi mà em nhận định lịch sử sai một điểm là chết người đó em. Thuộc Liên bang Xô Viết em nhầm, mày nhầm hoài vậy mày, nãy giờ mày nhầm hai ba nháy rồi đó nha. Mày nhầm cái nào có nó chết người không rồi nha, thằng Nguyễn Hoàng Phát. Tại vì diễn đàn này có hai thằng Nguyễn Hoàng mấy em. Một thằng Nguyễn Hoàng Riêu với một thằng Nguyễn Đàn Phát. Nè thằng này Nguyễn Hoàng Riêu nè mấy em. Đây đây. Nga lúc trước thiếu nợ hay sao mà bán Alaska cho anh? Nợ thì không thiếu em. Nhưng mà lúc trước kẻ thù đông quá. Đúng không? Kẻ thù đông quá nên cái khả năng mà giữ Alaska thì giữ không được. Nên lúc đó buộc bán chứ không phải là thiếu nợ. Ở gì à? Nga với Ukraine cùng là người Sla nên còn mình thì khác. Với Tiwi và Ukraine, Nga là một khi xưa. Ủa mày tự nhiên cùng là người La, phải là cùng một nước hả mày? Ngu. Nói chuyện gì nghe mắc cười với mày. Tự nhiên hai nước cùng là người Sla thì nó nói Ukraine thuộc Nga nó mới chịu. Ủa vậy Ukraine nói ngược lại Nga thuộc Ukraine được không? Ủa, nói chuyện đúng nè, nói chung với mấy cái thằng không đi học nói chuyện nghe bực mình lắm em. Nên em đừng nhìn đó nha, nói chuyện cái đó anh ta. Ta nói mẹ thằng này nó sao ta? Ăn với chả nói, bậy bạ không. Nói vấn đề dân tộc là anh Duy nghiêm túc liền. Cái nói chuyện nó rõ ràng với em. Cái vấn đề dân tộc nó phải rõ ràng, nó phải công bằng và nó phải fair play cho tất cả. Để cho thế giới nó nhìn nhận về dân tộc của mình nó cũng phải fair play như vậy. Chứ không phải nhìn nhận như mấy thằng vô học trên này nói chuyện nhé ghét. À, bây giờ có nên qua Nga làm nghề may mặc không anh? Ai biết em cảm thấy có tiền thì em đi chứ sao em biết được. Em thấy đa số giới trẻ Việt Nam ủng hộ xâm lược Ukraine, em thì ủng hộ chủ quyền dân tộc. Đa số giới trẻ nó ủng hộ, thật ra nó cũng không biết gì đó ủng hộ em ơi. Mấy thằng trẻ trâu bú farm này nọ thôi chứ nó đại diện được cho cái gì. Thì bởi vậy nhìn vô cái đó mới hiểu là tại sao đất nước mình nó chậm phát triển, hiểu không? Giá nhưng mà không có tụi nó thì đất nước phát triển nhanh rồi. Thì thôi mệt quá. Ukraine trước là một bộ phận của Liên Xô giống như Việt Nam ngày xưa là bộ phận Liên bang Đông Dương, chính xác thì xác đấy. Tức là Liên Xô là một tập thể tồn tại trong một giai đoạn, thì trong giai đoạn nó có nhiều nước tham gia, ok, tham gia bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng mà trước khi có Liên Xô nó đã có Ukraine rồi, đúng không? Thì em nói đúng, em lấy cái hình ảnh Đông Dương ra em so sánh anh thấy nó mắc xem. Cần hòa bình để ổn định phát triển kinh tế, rõ ràng. À, anh Duy nghĩ sao về ông nội của tổng thống Zelensky là chiến sĩ gì đó, ok, chuyện chuyện của nhà người ta, anh phiếu trắng anh phiếu trắng ô đồng kè thì mỗi người đều có quyền chọn lựa một vận mệnh quốc gia dân tộc của mình thế thôi. Còn ở ở ở ở cá nhân của anh về ông Zelensky thì anh thấy ông đó là một tổng thống thời chiến khá là nổi tiếng đó, vậy thôi. Và cá nhân của ông cũng làm được rất là nhiều điều cho đất nước Ukraine của ông. Đỡ trở thành một manager tốt cho anh xin lời dạy ạ. Trước để trở thành một manager tốt cần phải làm một cu ly tốt tốt trước đã em. Giờ em 17 tuổi, anh nghĩ em nên theo chị hai đi Pháp học và làm việc hay tiếp tục học ở Việt Nam anh? Nhưng mà thí dụ như giờ em theo chị hai qua Pháp học có gì thơm không? Nói tiếp cái vế sau mới biết em. Chứ thí dụ như bây giờ á đi 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 qua chị hai á, ủa đi theo chị hai qua Pháp học mà làm cu ly xong 2 3 năm vòng về á thì đó suy lại nha. Xưa em thi đại học 27.5 điểm khịa được không anh? Đưa bằng nước ngoài ra nói chuyện mày ơi. Đưa bằng nước ngoài đưa luôn bản lương nữa tao nói mày sao? Đúng không? Làm công ăn lương thì 300k còn điểm mày nhiêu kệ mày chứ điểm đâu quy ra tiền đâu mày. Mày mắc cười ghê á. Cái chuyện mày đi học á, mày hiểu bài, mày giỏi là mày thi điểm cao đâu gì đâu lạ. Nhưng mà mày cầm cái bằng đó rồi mày ra xã hội mày kiếm được tiền kìa thì mới nói chuyện được. Đó, bởi vậy mấy em nít nói chuyện nghe là biết sủ nhi rồi. Ad free comment nó như vậy đó mấy em, chứ mấy em nhìn ad vip comment có ai comment gì không? Có cái nhà Sài Gòn cho thuê thất nghiệp vẫn đỉnh hơn làm công ăn lương 20 củ phải không anh? Nói chung cha mẹ mày nhịn ăn nhịn mặc cả đời để có cái nhà cho mày tao thấy ổn quá. Thiệt luôn á mấy em ơi, tao ước gì cha mẹ mày đẻ ra thằng khác, chứ cha mẹ mày cực khổ cả đời đẻ ra con bất tài vô dụng thì thôi chịu.